Giới thứ tư không tham lam. Tham lam có nghĩa là gì? Ai cũng biết là không. Nhưng mà mình tham làm, tham nhiều khách để mà mình đi giúp đỡ gia đình thì cái đó cũng ok á, đúng không? Còn tham á, mà mình cầm tiền như sòng bài, mình muốn lấy tiền của thằng chia bài á, là lấy tiền của Las Vegas đó, thì thử tham với nó đi. Cái phần trăm mà mình vô sòng bài mình đánh đó là mình đã thua là trước mắt là 43% rồi. Tại cái bộ bài nó chia như vậy mà. Nếu không làm gì có tiền điện mà nó chạy suốt ngày bên đó. Thấy có ai mà vô Las Vegas hay Reno mà thắng không? Đó là tự tham mới tham á. Tham đa số ai cũng còn, nhưng mà còn ít hay còn nhiều thôi. Mình biết đủ là được rồi. Nếu những con bầu ở Việt Nam á, mà họ biết đủ á, hôm nay họ đâu có bị đốt củi đâu. Tại vì tiền nó nhiều quá thì nó thành ra là một cái món mồi cho người ta đi săn á. Cho nên cho bộ vừa có một chút tiền nhiều là đổi xe măng hết. Tao không có gì á, tụi mày đừng cướp tao, tụi mày đừng kiếm chuyện tao. Ai ra đồng nào là đổi xe măng với mua tượng không, chứ không có để dư giả. Không tham, không trộm cướp, dĩ nhiên là không có đi ngó vào túi người ta, không có trộm cướp, không làm tiền người khác. Cái này cũng hơi khó à nha. Ở Việt Nam á, mua một cái chích 10 cây, 40 cây mà không lấy vốn lại làm sao được. Cái lương tâm của cái ông công an, ông đứng ngay góc đường, ông nói tao đứng ngay góc đường này được là tao phải tốn tiền 40 cây. Tao lấy 40 cây tao đâu có tội đâu, công bằng mà. Ông sẽ nghĩ như vậy đúng không? Nhưng mà cái ông trước thì lọt xuống địa ngục rồi, thì cái ông đó cũng lọt xuống địa ngục nữa. Đi hố lộ, đi bắt người ta, bắt một cách vô cớ để mà lấy vốn lại là có tội rồi. Không cần biết cái chức của mình mua nhiều, đứng ngay góc đó. Cho nên kỳ này ở dưới cầu nhiều lắm, áo vàng chói và áo vàng lật lợt cũng nhiều nữa. Không cho dây nặng lãi thì